chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Khủng Long Đại Chiến mùa 2 ở tập 15 này. Thế là khoác áo một lần nữa đã quay trở lại từ những cái vũ trụ khác biệt và đã xuất hiện trong cái tập 15 này các bạn ơi. Hãy cùng với mình đi đến cuối tập 15 này nha. Let's go! Cặp đấu đầu tiên của chúng ta là một con khủng long cổ dài màu xanh lá cây và một con khủng long sừng bò màu nâu cà phê sữa. Trận chiến sẽ bắt đầu ngay sau đây các bạn ơi. Karthus đang tiếp tục tấn công vào cái phần nó đang sử dụng hai cái sừng của nó các bạn ơi. Nhìn xem kìa, những cái sừng rất mạnh mẽ và nó đang cố gắng hất tung cái con khủng long cổ dài lên. Nhưng khủng long cổ dài kích thước của nó rất là lớn và đang sử dụng cái đòn đánh bằng cái cổ của nó các bạn ơi. Một cái quay đuôi trúng vào mặt của Karthus, nó đã bị té rồi. Nhưng liệu nó có thể đứng dậy được hay không? Đó, nó đứng dậy được và đang quay ngược lại tấn công con khủng long cổ dài này. Liệu nó có thể làm gì được trước cái sức cắn mạnh mẽ của con Karthus đây các bạn ơi? Nó có vẻ đau đớn và bắt đầu không thể chống cự được và nó đã ngã rồi. Oh man, một cái màu kinh tim một lần nữa. Cuối đó là cái chất con khủng long cổ dài này hay chăng nó đã bị cắn vào cổ và không thể cử động được nữa các bạn ơi. Karthus đã giành chiến thắng rồi. Và đối thủ tiếp theo của nó là ai đây? Một con khủng long bạo chúa các bạn ơi. Karthus là bạo chúa, liệu phiên bản này sẽ là giành chiến thắng đây? Một cú cắn trực diện vào trong đầu Karthus các bạn ơi. Liệu nó có thể dùng dãy được không? Nó đang cố gắng chống chạy, sử dụng những cái sừng của nó để thoát khỏi cái bộ ngàm rất to lớn của bạo chúa, nhưng có vẻ không hiệu quả nha các bạn ơi. Hãy nhìn xem con bạo chúa nó đang làm gì kìa. Nó đang không cho Karthus thoát ra và Karthus đã ngã thôi. Và nó cắn đi một lần nữa các bạn ơi. Rồi, không xong rồi. Karthus đang quá yếu thế so với con bạo chúa này rồi các bạn ơi. Nó đang hất con Karthus lên luôn. Oh man. Và đó là cái kết của Karthus khi đối đầu với bạo chúa. Wow. Và đối thủ tiếp theo của bạo chúa là một con Stegosaurus cỡ lớn nha các bạn ơi. Nó có thể làm gì được trước con Stegosaurus này đây? Lại đi một cú cắn thêm một lần nữa. Đòn cắn rất uy lực của bạo chúa với bộ ngàm rất to lớn. Nó đang cắn vào cái đầu của con Stegosaurus. Nhưng liệu Stegosaurus sẽ thoát ra được hay không? Nó đã thoát ra được và sử dụng cái đuôi gai. Ây da, bạo chúa đã ngã. Nhưng nó vẫn đứng lại và cố gắng. Trời ơi, hai đứa nó đang cắn vào cái vây gai của con Stegosaurus các bạn ơi. Nhìn xem nó kìa, những cú cắn rất uy lực trên cái phần gai của Stegosaurus. Nó có thể sống chạy được hay không? Nó đã ấp được trở ra rồi các bạn ơi. Bạo chúa không biết có gãy cái răng nào hay không. Tuy nhiên những cái đòn đánh bằng gai của nó rất là mạnh mẽ như thế này. Wow, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bạo chúa đã ngã và đã rớt xuống vực luôn rồi. Stegosaurus giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Con này nó quá mạnh mẽ so với con bạo chúa rồi. Và đối thủ tiếp theo của nó là một con bạo chúa khác nữa các bạn ơi. Bạo chúa này đột biến nha các bạn ơi. Nó đã đánh trực diện vào những cái mặt của con Stegosaurus. Cả hai đang cố gắng có những cái đòn đánh thuyết phục hơn. Liệu ai sẽ giành chiến thắng trong cái tập đấu này đây các bạn ơi? Nhìn xem kìa, móng vuốt của con bạo chúa đang cố gắng đâm sâu vào cái phần bụng và phần cổ của Stegosaurus. Liệu nó có thể làm gì được hay không đây? Nó có vẻ đau đớn nhưng nó không làm gì được hết. Hãy sử dụng cái đòn gai. Wow, đã trúng đòn rồi các bạn ơi. Trúng đòn nhưng không hề hấn gì nha. Nó đang sử dụng cái tay để kéo ngược lại cái đuôi gai của con Stegosaurus. What? Chuyện gì đã xảy ra? Stegosaurus đang không hiểu chuyện gì xảy ra các bạn ơi. Chắc là nó có thể mạnh như vậy vì nó là đột biến mà các bạn ơi. Nó đang cố gắng cắn cái con Stegosaurus. Nó đã dùng chân đè cái đuôi gai và nó cắn cổ con Stegosaurus rồi. Không xong rồi, kịch bản này đã quá khó cho Stegosaurus các bạn ơi. Nó đã bị hạ gục bởi bạo chúa đột biến rồi. Và đối thủ tiếp theo của nó là một con Gigano. Một con khủng long Gigano khác các bạn ơi, hay là con Indominus đây? Không biết nữa các bạn ơi, con này có thể là lai giữa hai con với nhau. Vậy là một con đột biến đánh với một con đột biến nữa rồi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo đây? Cả hai con đột biến đang cố gắng đánh vào nhau. Nó khá là giống với cặp đấu giữa T-Rex và Indominus Rex ở những tập trước nha các bạn. Nhìn xem kìa, lần này những trận đấu đã cắn quyết liệt hơn với những bộ ngàm to lớn hơn và những cái móng vuốt sắc nhọn hơn từ những con đột biến này. What? Móng tay của bạo chúa đã dính vào trong cái miệng của cái con khủng long đột biến ở phía bên này rồi các bạn ơi. Nó có vẻ đau đớn nha. Một cú cắn thêm một lần nữa ở phía tay bên lại nhưng nó rút ra kịp và nó cắn ngược trở lại các bạn ơi.
nó đang cố gắng cắn ngược trở lại cái con kia nhưng không thể cắn được vì móng vuốt của nó quá nhanh nhẹn. Chuyện gì đã xảy ra đây? Oh man, nhìn xem, nhìn nó kìa, hai đứa đang cạ vào nhau rất mạnh mẽ luôn. Liệu nó có thể thoát ra được hay không? Trận chiến này quá ác liệt nha các bạn ơi. Tuy nhiên, Stem Skip, what? Đồng hồ thời gian đã đứng lại các bạn ơi. Đồng hồ thời gian đã xuất hiện và đứng lại rồi. Và lần này, tới lượt thanh ám một lần nữa đã xuất hiện từ những vũ trụ khác biệt. Và nó đã nhảy lên hai con khủng long này để chiến đấu các bạn ơi. Đó là chữ X giận dữ. Và chữ này là chữ gì các bạn ơi? Chữ U hả? Hay là chữ N đây? Không biết nữa nhưng hãy xem tụi nó đánh nhau như thế nào nha. Trời ơi, quá đáng sợ luôn. Thế lượt thanh ám đã nhảy lên những con khủng long và chiến đấu với nhau. Nó đang điều khiển hai con khủng long này rồi. What? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Những thế lực hắc ám này quá nguy hiểm và một lần nữa nó đang thiêu đốt tâm trí của hai con khủng long này các bạn ơi. Rồi, cả hai con đã bị lu ngủ và trận chiến giữa hai con hắc ám này đang chiến đấu bằng những ánh mắt hả các bạn? Một con ánh mắt quá nghiêm nhận và một con ánh mắt quá đâm chiêu. Ôi trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Khủng long đã ngã. Và lần này cặp đấu cuối cùng là cái bộ đôi hắc ám đã thiêu đốt một con rồng ba đầu. Và con khủng long bạo chúa nó đang cưỡi lên hai con vật này để có thể chiến đấu với nhau các bạn ơi. Thế lực khắc ám đã tấn công một con rồng ba đầu, sẽ không thể khả năng phun lửa nữa mà thay vào đó nó đang sử dụng những cái đầu của nó như những cái vũ khí thực sự. Nó đang cắn nhau với con bạo chúa màu đỏ của mình và bạo chúa màu đỏ đã được bị con X này điều khiển các bạn ơi. Nó cũng không kém cảnh quá, nó đã đánh được cái con chữ U đó xuống rồi. Và con rồng lửa này có vẻ đang không còn thiêu đốt được, nó đang trở về trạng thái ban đầu, nó đang suy nghĩ các bạn ơi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuy rất đã thừa cơ hội tấn công vào cái đầu của nó và làm cho nó ngã xuống phía dưới này rồi. Wow, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thế lực thắc ám cũng đang điều khiển thiên đất nha các bạn. Nó đang cố gắng ủi trực diện vào cái con rồng ba đầu này. Con rồng ba đầu liệu có thể sẽ đánh được, thắng được con thiên đất này hay sao? Rất là khó nha các bạn ơi. Vì thế lực thắc ám đang điều khiển phía sau con thiên đất này. Nó đang bị điều khiển tâm trí rồi, nó không còn cắn được nữa và nó đang tấn công rất mạnh liệt mà không biết đâu đến các bạn ơi. Hãy nhìn nó kìa, wow, những cú hất tung và những cú đâm đùi rất mạnh mẽ vào trực diện của con rồng bắt đầu có vẻ đau đớn và không thể chịu nổi nữa rồi. Nó đã loạn trạng và ngã thêm rất nhiều lần rồi và lần này nó đã ngã thực sự rồi. Bạo chúa đã thừa cơ hội tấn công vào phần tay, phần chân và cả phần bụng của con rồng. Liệu nó có thể sống sót được hay không đây? Những cái cổ, ba cái cổ còn lại đã bị con tiên rách nó đang cắn rất đau đớn các bạn ơi. Con rồng này có lẽ đã xong rồi. Wow, tiên rách đã bị thế lực hắc ám điều khiển và giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Wow, vậy là rồng ba đầu cũng phải bó tay với lại cái con khủng long bạo chúa bị điều khiển bởi thế lực hắc ám rồi các bạn ơi. Nó đã bị điều khiển tâm trí và giành chiến thắng. Những cái con khác tấn công vào nó nhưng không đau đớn gì nha các bạn. Nó đánh trong cảm giác không biết đau đớn nha. Và đó chính là lý do vì sao nó có thể mạnh mẽ đến như vậy nha các bạn. Nó đánh thắng được con rồng ba đầu luôn. Wow, rất đáng sợ. Hãy cùng follow mình để xem tập 16 sẽ là những nhân vật nào tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại.